sao khi bắn súng người ta lại nhắm một mắt? Ba, cháu, ba, nơi nào có đường xá nhưng không có xe cộ, có nhà ở nhưng không có người, đó là nơi nào? Đó chính là... Bữa nay đẹp trời, anh Tiến Cương rủ Ngọc Thưởng ra công viên chơi. Mà rủ ra đây bắt mình đi bộ, mình đây nắng đi vòng vòng chơi thì không có gì chơi hết trơn. Mà ổng cứ lo lao xe ổng không à. Không biết rủ mình ra đây làm gì, nó bực mình ghê vậy đó. Nè ổng nè. Anh lao xe hoài, nhà lao, ra đây chơi cũng lao nữa. Trời ơi, thì xe mình phải chăm chút chứ, thì rảnh lúc nào lao lúc đó. Giờ đây ra đây chơi mà đâu phải ra đây để lao xe đâu. Thôi vô băng đá ngồi với em đi. Em đi dạo công viên vòng vòng đi. Trời ơi, nãy giờ đi dạo vòng vòng đi, mồ hôi ướt áo hết trơn rồi nè. Giờ lại băng đá ngồi đi, có này vui lắm nè anh. Lại đi chơi trò chơi. Lại đi chơi trò chơi hai vợ chồng mình. Trời ơi. Chứ la hoài cũng dữ chứ có gì đâu. Già rồi mà làm như trẻ lắm, mình chơi trò chơi. Trời ơi. Đâu phải chơi nhảy dây hay là bún thun gì đâu, người ta lại đó người ta chơi rất là lịch sự, người ta ngồi người ta nói chuyện thôi hà. Ôi, chứ đâu phải chăm chút xe xíu cũng xong rồi, thử nè. Chăm từ nhà ra đường ra nơi thôi, lại ngồi đi ra công viên mà không lại em làm sao, ngủ ra công viên không có đi nữa đâu đó nha. Bộ mồ hôi chết rồi. Xong chưa? Lao xe đích nó ra xe luôn mà còn gì nữa. Xong rồi. Rồi em vô ngồi đi, em vô liền. A few minutes later. Khi cái khăm thực hiện quả đá Benanti, anh ta sẽ xuất vào đâu? Benanti hả? Biết Benanti là gì không? Đó còn biết Benanti là gì? Benanti là xứ Phật Đền á, Benanti là tiếng Pháp phải không? Những cái đá banh của Việt Nam mình dùng mấy cái từ đó là của Lai, của Pháp không? Chứ tiếng Việt đâu có giải thích được đâu, là tiếng Pháp. Không giống như ném biên á, gọi là nu không? Việt dị gọi là hột rơ. Đâu? Thì trái banh thì suốt cho Khung Thành, suốt đâu? Nhưng nếu trả lời suốt Khung Thành là bị sai. Tại vì suốt á là phải suốt vào quả bóng. Cái này đố mẹo tôi biết chứ bộ, đúng không? Beckham sẽ suốt vào quả bóng thì quả bóng mới bay vào Khung Thành. Có bao nhiêu chữ C coi trong câu sau đây? Trời ơi khó nha. Cơm canh cháo gì tớ cũng thích ăn. Ba cháo, ba bốn, bốn chữ C đúng không? Cơm canh cháo cũng thích ăn một chữ C. Sao vậy? Phải chữ cơm. Sao kỳ vậy? Canh là sao? Thì có một chữ C một thôi chứ đâu có C gì nữa đâu, thì cũng là chữ C thôi. Ôi câu này kỳ quá, đâu có mấy chữ C nữa đâu, trả lời bốn câu được rồi. Câu này không diệt, không thuyết phục tôi. Cái gì mà tay trái cầm được nhưng tay phải cầm không được? Tay trái cầm được nhưng tay phải cầm không được. Gì ghê. Là cái cùi chỏ tay phải đúng không? Tay trái cầm được mà tay phải sao cầm cái cùi chỏ này vậy, không lẽ bị liệt hả? Cầm sao được? Hay không? Là trả lời cuối cùng anh lấy. Là cái cùi chỏ tay phải. Tay phải không cũng được. Ừ. Từ gì mà 100% người dân Việt Nam và người Mỹ đều phát âm sai? Là từ sai. Sai là phát âm sai. Mỹ thì cũng nói sai nhưng mà tiếng Mỹ thôi. Ai cũng biết đỉnh núi Everest cao nhất thế giới. Vậy trước khi đỉnh núi Everest được khám phá thì đỉnh núi nào cao nhất thế giới? Thì cũng là đỉnh Everest mà tại mình chưa biết thôi. Trời ơi, đố mẹo tôi đâu được. Nắng 3 năm ta chưa hề bỏ bạn. Mưa một ngày bạn đã rời xa ta. Trời ơi, đó là cái bóng nè, bóng cây nè. Trời ơi, quá dễ. Một ly thủy tinh đựng đầy nước. Ừ. Hỏi làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài? Một ly thủy tinh đựng đầy nước rồi sao nữa? Làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài? Thì cái ly thủy tinh đựng nước thì mình lấy nước ra mình chỉ đổ ra bình thường thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà tôi muốn lấy dưới đáy ly, dưới cái đáy ly không muốn lấy trên mặt. Mà không đổ nước ra ngoài. Đúng. Kỳ. Không cầm đổ ra ngoài hả? Không. Thì mình lấy ống hút á, mình để xuống đáy ly, mình với cái tay mình vịn lại, mình dở lên
để ra ngoài là có lấy nước ra ngoài. Đúng rồi. Đúng không? Cái ống hút phải không? Cái gì người mua biết, người bán cũng biết, người xài thì không bao giờ biết. Thì đó là cái quan tài, người xài lúc đó họ mất rồi sao họ biết được. Quá đơn giản. Tại sao khi bắn súng người ta lại nhắm một mắt? Bởi vì nhắm hai mắt sao thấy đường bắn. Ai bắn súng rồi nhắm hai mắt không? Loại nước giải khát nào chứa sắt và canxi? Rồi, khó gì ta. Nước suối, nước khoáng. Cái gì? Cà phê. Cà phê Tí Cương không uống, Tí Cương không biết gì ơi. Tí Cương chỉ biết trong cà phê là có caffeine nữa chồng thôi. Con cua đỏ dài 10cm chạy đua với con cua xanh dài 15cm, hỏi con nào về trước? Chắc chắn là này cùng loại nhé. Chắc chắn là con cua xanh. Tại con cua đỏ bị luộc chết ngắt là sao chạy. Đúng rồi. Cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em? Đó là cái bàn chạy đánh răng. Ai cũng phải đánh đó, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, ai ba má. Ngủ chơi ghê vậy đó, sao đâu. Cái gì cũng biết hết trơn đó. Cái gì Adam có hai mà Eva chỉ có một? Là cái này khó à. À, Adam có hai mà Eva có một. Cái này khó nha. Adam có hai. À, à chữ E. Adam là có chữ A với chữ Đam, còn Eva là có chữ E với chữ Va. Mình tức mà mình buồn ghê luôn á. Nơi nào có đường xá nhưng không có xe cộ, có nhà ở nhưng không có người, có siêu thị, công ty nhưng không có hàng hóa, đó là nơi nào? Đó chính là trên hình ảnh, trên máy tính, trên tranh vẽ, trên TV hả hay sao? Trên bản đồ. Trên bản đồ thì ý anh cũng đúng rồi. Trên hình ảnh đó. Có một cây lê. Ừ. Có hai cành. Rồi. Mỗi cành có hai nhánh lớn. Mỗi nhánh lớn có hai nhánh nhỏ. Ừ. Mỗi nhánh nhỏ có hai cái lá. Ừ. Mỗi cái lá có hai quả. Ừ. Ở trên cây đó có mấy quả táo? Trên cây lê sao có mấy quả táo, thấy không? Đố thấy đéo sai không? Không có quả táo nào hết. Cây lê sao có táo, đúng không quý vị? Trời, một tội phạm bị kết án tử hình. À, hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng. Ừ. Phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng. Ghê quá. Phòng thứ ba đại sư tử nhịn đói trong 3 năm. Ừ. Phòng nào an toàn nhất cho hắn? Phòng an toàn nhất lửa, không lửa sẽ làm cho mình đốt cháy mình thì mình sẽ phỏng, còn vô phòng sát thủ người ta cầm súng bắn cái đùng thì chỉ còn cái sư tử thôi, mà sư tử nhìn đó 3 năm sức đâu mà ăn mình nữa, nó đứng còn không nổi rồi, sức đâu mà ăn mình, đúng không? Chắc mấy con này quá dễ. Dễ gì, mình phải tư duy thôi. Có một anh chàng làm việc trong một tòa nhà 50 tầng. Ừ. Nhưng anh ta lại chỉ đi thang máy lên tầng 35, rồi đoạn còn lại anh ta đi thang bộ. Tại sao anh ta làm như vậy? À, cái này hơi căng nha. Tòa nhà 50 tầng, tại sao nữa? Đi thang máy thôi. Nhưng mà anh đi thang máy tới tầng 35 thôi. À, đoạn còn lại anh ta đi thang bộ. Tại sao anh ta làm như vậy? Tại vì anh ta làm việc ở tầng 35 thì anh ta đi tới tầng 35 thôi, chứ việc gì phải đi tới tầng 50. Trời ơi. Con gì đầu dê mình nóc? Trời ạ. Đầu dê hả? Mình gì? Mình nóc. Mình ốc hả? Đầu dê mình nóc. Ốc sên. Sai. Chứ gì? Con dốc. Con dốc. Giờ đó rồi mình ốc ra. Dê mình dốc. Trời ơi, này thua Tí Cương thua rồi. Đầu dê là giờ nữa hả? Mình ốc là dọc dốc, con dốc thua rồi, thua. Hai con vịt đi trước, hai con vịt. Ờ. Hai con vịt đi sau, hai con vịt. Ờ. Hai con vịt đi giữa, hai con vịt. Hỏi có mấy con vịt? Có ba con vịt. Ba vịt. Ờ. Cái lời cuối cùng là mấy? Lộn, để từ từ suy nghĩ nha, hơi bị gấp. Hai con vịt. Đi trước hai con vịt. Đi trước hai con vịt là 4 con. Con vịt đi sau hai con vịt. Là 4 con, vẫn 4 con. Hai con vịt đi giữa hai con vịt. Vẫn là 4 con. Hết. À, hết là 4 con. À, tư bề hành lý rất cao, gặt đánh ào ào vẫn tư bề. Với tư bề gì trong này để tư bề. Ừ. Tư là tứ đó. Ừ.
gặt đánh ào ào vẫn ngủ trong cung. Hết hả? Về nhà tứ tứ bề gì? Tứ bề gì? Thành lũy rất cao, gặt đánh ào ào vẫn ngủ trong cung. Câu này khó ta. Tứ bề thành lũy rất cao, giặt đánh ào ào vẫn ngủ trong cung, giống như tổ ong cái gì ta, thì khó à. Tứ bề thành lũy cao cao, giặt đánh tứ bề rồi giặt đánh gì, giặt đánh gì, giặt đánh ào ào vẫn ngủ trong cung, ngủ trong cung. Hồ cái này khó quá, người ngủ trong mùng. Trời ơi, giặt đánh ào ào là mũi hả? Đúng rồi. Thằng dẹp kẹp thằng tròn. Trời ơi, gì khó dữ vậy? Thằng dẹp mà kẹp thằng tròn. À biết rồi, phải cái nút bấm mà của áo bà ba xưa không? Cái nút bấm á, cái nút bấm mà kẹp lại vậy nè, cái cúc áo á. Cúc áo. Ờ, thì đó thằng dẹp kẹp thằng tròn đó. Thân em mũi nhọn, lưng cong, xinh xinh như cái mặt trăng thượng tuần, vốn dòng cha mẹ nông nân, gả sang lấy bạn nông dân làm chồng. Thương em anh bế anh bồng, ra đồng thu lượm những bông lúa vàng. À cái thúng hả? Cái liềm. Đúng rồi. Cái liềm. Thân em như gái không cha, mình mẹ đứng giữa, con gà tứ bề. Hết hả? Là gì? À khó. Con gà tứ bề. Tổ ông hả? Sai, thân em như gái không cha. Gái không cha. Mình mẹ đứng giữa, con ra tứ bề. Mình mẹ đứng giữa, con ra tứ bề. Dễ nè. Tổ kiến hả? Sai. Chứ gì? Thua phải không? Thua. Buồn chuối. Buồn chuối à? Trời ơi, chưa nghĩ ra quý vị ơi, khó quá. Giờ tiếp nữa nha. Ừ. Thân em vừa 8 tuổi, đầu bác mẹ tham giàu đem gả chồng xa, còn duyên em ở trong nhà hết duyên hết phận, em ra ngoài đồng. À hết duyên hết phận, em ra ngoài đồng. Vậy là cái gì khó vậy, đọc lại lần nữa coi, câu này khó quá à. Thân em vừa 8 tuổi, đầu bác mẹ tham giàu đem gả chồng xa, còn duyên em ở nhà hết duyên hết phận, em ra ngoài đồng. Thì ta đi gả chồng xa, hết duyên hết nợ em ra ngoài đồng. Cái cài hả? Cái non lá hả? Sai. Bù nhìn hả? Chứ lại gì? Cái chén. Sẽ gả chồng xa là sao? Cái đó là đứa chị thôi. Còn đứa em nè. Thôi không, không. Đúng, chứ Cương thấy ngày càng bế tắc mà càng ngày câu rối rắm không hiểu nữa. Thôi dẹp đi, tôi đi lau xe tôi nữa. Thôi ra tiếp đi. Thôi. Thôi rồi, một rút một câu cuối nữa thôi nha. Đố gì đâu mà cân em gả chồng xa cuối cùng đem ra ngoài đồng là cái chén gì tôi không hiểu gì trơn á. Giải thích không hợp lý gì hết. Em vừa trắng vừa tròn. Nữa. Biết bao nhiêu chữ, em mòn bấy nhiêu. Cục phấn. Đó rồi, thôi kết thúc còn một câu đó rất là đẹp quý vị ơi. Thôi giờ Tiết Cương lao xe đi, Ngọc Hưởng đừng phá Tiết Cương nữa. Chơi nữa đi mà. Thôi, hẹn gặp lại quý vị phần sau nha. Bây giờ Tiết Cương bị rối não với những câu đố Ngọc Hưởng rồi. Xin chào quý vị.